cũng mất rồi trời. Con chào cô. Ok, chào con. Học từ vựng chưa? Alo? Dạ rồi. Thì con học rồi cô. Rồi, ok. Bây giờ mình học phần tiếp theo nha. Mình học cho hết cái bài Dạ. số 5 này đi nghe con. Rồi, bây giờ con đọc lại từ vựng trước nè. Đọc một lần cho cô xem. Đây, để cô xem màn hình với con. Rồi, con thấy màn hình không? Do you see the screen? Dạ con thấy màn hình được cô. Okay, now the first one vocabulary for you. Now next year. Next year. Now next. Con thấy chữ next không? Chữ x Next. và chữ t không? Chữ next. Next. Next year. Next. Next year. Okay, number two. England. 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 Okay. Number three. Go for a picnic. Okay. Swim in the sea. À, cái chữ đó đừng có đọc là swim nha, không có cái từ nào mà từ vừa chữ sờ rồi chữ swim hết, chữ wim hết á. Cái từ là con swim. Swim. Okay. Swim. Swim in the Swim sea. in the sea. Okay, next. Swim in the sea. Tiếp đi con. May. May. Okay, next. In love. Means đọc love. Bậy bỏ bạ rồi. Explore. 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 Okay. Take a boat trip. Okay. Take a boat trip. Now, take a boat trip. Take a boat trip. Around the island. À, con sẽ có chữ island á, nó là từ ai, chữ cái ai á, thì mình sẽ có là the, mình sẽ chuyển thành đi. Around the island. Around the island. Okay. Next, the last one. Bill Sands Castle. Bill Sands Castle. In the beach. You say cattle in the beach. Okay, good. Now, rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ học cái thì tương lai. Thì tương lai thì nó sẽ làm cái gì, tác dụng của nó là cái gì đây? Con sẽ có nè. Express the voluntary action. Decision that the moment at the mo that the at, cái này lại phải at the moment of speaking. À, cái này á nó sẽ diễn tả một cái hành động hay là một cái quyết định nào đó mà nó xảy ra vào cái thời gian mà được nhắc đến. For example, I will send you the information when I get it. Tôi sẽ gửi cho bạn thông tin khi mà tôi có nó. Được không nào? I will. Cái thì này nó dễ là tất cả mọi cái nó đều là chữ will. Ở thể khẳng định thì con sẽ có là will cộng với động từ nguyên mẫu. Chữ will cộng với động từ nguyên mẫu là động từ, con không có thêm gì hết nha. Nha. Rồi. Khi ở câu hỏi, ví dụ như ở đây á, thì con sẽ có nữa. Will you help me move this heavy table? À, bạn có thể giúp tôi, à bạn sẽ giúp tôi chuyển cái bàn nặng này chứ. À, rồi, express a promise. À, cái này là nó thể hiện một cái lời hứa. I will call you when I arrive. À, tôi sẽ gọi cho bạn khi mà tôi tới nơi. Hoặc là I promise I will not tell him about the surprise party. À, tôi hứa tôi sẽ không nói với anh ta về cái bữa tiệc bất ngờ này đó đâu. Rồi. Express a prediction with no signal.
kind of personal option. À, cái này á là nó diễn tả một cái sự dự đoán. John, ví dụ như John Smith will be the next president. À, cái này người ta cũng không biết đâu, nhưng mà dự đoán thôi. Mình cứ đoán đại á, là cái ông John Smith đó thì sẽ là tổng thống tiếp theo. Hoặc là the movie Zen will win several Academy Awards. À, cái bộ phim Zen gì đó sẽ giành những cái giải thưởng hàng năm. Ừ. Được chưa? Đó là tác dụng của nó. À, cái công cách dùng của cái thì tương lai. Và đây là cấu trúc nè. Câu sẽ có ở thể khẳng định thì chủ ngữ sẽ cộng với từ will và cộng với động từ nguyên mẫu. Ở phủ định thì con sẽ dùng chữ will not hoặc là viết tắt là chữ won't để cộng với động từ nguyên mẫu. Và ở câu hỏi thì con sẽ đảo chữ will lên trước, will cộng với chủ ngữ và cộng với động từ. Rồi, con viết cái này vào vở cho cô đi. Dạ vâng. Con ghi là simple, hoặc là con ghi cái chữ này nè, simple future tense. Simple future tense. Dạ luôn. Rồi, xong chưa con? Thấy xong chưa nào? Để chưa con. Con đi xong rồi cô. Ok. Rồi. Ví dụ ở đây con sẽ có nè. I will go to Hạ Long Bay next summer vacation. Hoặc là I will not, hoặc là khi chuyển qua phủ định thì con dùng từ won't cho nó dễ. Won't go to Hạ Long next summer vacation. Và khi đặt câu hỏi thì will you go to Hạ Long Bay next summer vacation. Ok. Để cô thêm dấu ở đây nha. Rồi, bây giờ con viết cái câu cái ví dụ này vào vở cho cô đi nào. I will viết go say, I will go to Hạ Long Bay next summer vacation. Vacation. Nào, con có chữ vacation. Vacation là kỳ nghỉ đó, kỳ nghỉ hè. Next summer vacation. Là con viết hết ba câu này mà vợ. Đúng rồi. Đó, để cho nhớ. Will nè, rồi cộng với động từ, nó ở khẳng định. Chữ will not cộng với động từ nguyên mẫu là ở phủ định. Và câu hỏi thì đảo chữ will lên. Vậy thôi.
Rồi chưa con? Để chưa con. Rồi khi nào xong hết con? Rồi chưa thấy ơi. Để chưa con. Con ghi xong rồi cô. Rồi ok. Rồi con có câu hỏi gì không nè? Hiểu con hiểu chỗ này chưa? Được rồi cô. Rồi. Bây giờ tiếp theo. Con có những câu này nè. Bây giờ con chia ở thì tương lai xem. Cái thì con vừa mới học đó. Bây giờ con thể làm cái chỗ này cho cô xem nè. Con xem sơ qua một lần đi. Rồi chưa nào, con làm cho cô câu đầu tiên xem. Được chưa? Đọc đi con. Dạ thưa cô là ai. No. Đọc cả câu A nữa nào. There's someone now. There's someone at the door. At the door chứ the door.
Ôi giờ này mà cái chữ dorm mà cũng không biết luôn con. Hả? At the dorm, bây giờ at the dorm hả? Ghê vậy. Tiếp theo đi nào. I will shop at the cái gì? I dorm. Will gì? I will gì con? I will con viết câu câu trả lời vô giùm cô đi. Vô trong cái ô chat á. Cái gì vậy? Trời ơi bạn ơi, bạn không có hiểu hả bạn? Người ta cho con cái từ get ở đây nè, thì bây giờ con chia nó ở thì tương lai thì làm sao? Chứ mà I will someone at the door get it là cái gì? Hiểu không? Hiểu bài này làm sao không vậy con? Con chia cái từ get này ở thì tương lai nè. Bạn ơi. Nãy giờ con học cái gì vậy? Con làm lại cho cô xem nào. Con đâu rồi? Dạ con đây cô. Sao không làm? Đây cô. Đọc lên xem. Will get it. Number 2 nào. Đưa cô number 2 là John thinks the Conversative. Conservative. Conversative. Not win the Sao next. mà not win? Chị ở thì tương lai mà có chữ not thì làm sao bạn ơi? Con là win. Con viết ra đi. Con viết cô câu trả lời đi. Con viết cái từ mà con điền thôi. Đây cô. Thì đọc làm sao? Nó quên. Number 3 nào. Number 2 là Number 3 cái I. chữ đó không phải là number tree, tree đâu. Không có chữ nào mà tiếng Anh mà cái chữ đó là tree hết á. Number 3. Number 3 là I will come. I'm going. Con sao con không đọc cái câu I'm A ở trên? Câu A còn rồi ai đọc? going to mom, my To house move. tomorrow. Move. Tomorrow. To. Đọc cái gì vậy con? Trời ơi bạn ơi, bạn học và bạn sao bạn không tập trung gì hết vậy bạn? Chữ này đọc là move. Tớ chứ tiếng Anh mà con đọc y chang tiếng Việt vậy hả? Chữ đó con đọc là chữ mo hả? Mo ve hả? I'm going into mo ve my house hả? I'm going to move.
My house tomorrow. My house có chữ S đây nè bạn ơi. Lại xem nào. I'm going to move my house. To move. To move. I'm going to move my house tomorrow. Tiếp nào. I will come and help you. Rồi tiếp xem. Câu số 4. Số 4 là FC Bob. IPC. IPC bus. Passes. Bus. Passes. Passes. The exam. 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 Cô có cô nói chữ nào mà chữ đi đâu? The exam. The exam. Lại xem. See. If see. If see by passes. The exam. See. CP. See gì? Win. See win. Be very happy. Rồi con đọc lại một lần nữa xem. It's a passage. The exam. See. Win by. See will be. Trời ơi. Will be. Will be very happy. Lại nào. Đọc khi nào được thì thôi. Chữ này là chữ if chứ không phải là if bạn ơi. Chữ này là chữ if. If she passes the exam, she will be. She will be. If she passes the exam, she will be very happy. Trời ơi. Câu cuối nào. I will not be. Then at 4. I will not be there at 4 o'clock. Bạn ơi. I will not be there at 4 o'clock. At 4. At 4 o'clock. I promise. Lại xem. I won't be there as for all rock. I bought me. I promise. Promise là hứa. Lại xem. Chưa được. I won't be there at 4 o'clock. I promise. I promise. Chứ I promise gì mà ghê vậy chứ. Con đọc mà nó tệ kinh khủng luôn á. Rồi bây giờ làm cái này xem. Choose the correct answer. Này đâu đã học I'm going now mà làm is going ta.
Câu thứ nhất con làm xem. Câu thứ nhất cùng chọn bộ A thôi. Đọc lên đi. I completely forget about this. Give me a moment. I will do it now. Con đợi cô xíu nha. Dạ alo. Anh cứ gửi giùm em đi. Rồi. I will do it now. Rồi, number 2 nào. Đọc lên xem. Cô là I went to a fan. Con chọn câu C cô. Tại sao vậy? Câu C nó là thì gì vậy? Tại vì nó bảo là bạn đã đi. Câu hỏi là bạn đã đi đâu là cô. Chứ chữ will mà sao mà bạn đã. Bạn sẽ chứ sao mà bạn đã. Vừa mới học xong mà bạn đã. Ở tương lai mà sao bạn đã. Bạn này bạn không có, có học nãy giờ, từ đầu giờ tới giờ không hiểu gì hết hả? Hay sao vậy? Đang học thì tương lai mà sao lại là bạn đã gì vậy? Hồi hôm bữa đã học cái câu mà where will you go? Thì là đã trả lời là I will go rồi. I will go, ví dụ I will go to the beach rồi. Còn nhớ không? Con mở vở ra con xem thì cái câu này con viết vô chưa? Where will you go chưa? Con lật ra xem. Con chụp hình con gửi cô liền đi. Ở trong vở con coi thử. Con kiếm coi thử có cái chỗ đó không? Mà sao giờ giống như học mà học lần đầu tiên vậy con? Cái này đâu phải là lần đầu tiên. Mấy ngày nay đã học cái chỗ này rồi mà. Thấy chưa? Rồi. Chụp hình gửi liền. I will go to the beach. Con chưa đi đâu vậy? Trời ơi. Vậy mà sao con nói con thấy gì? Con thấy là con thấy cái gì? Con thấy hai con học á, mà con viết bài con viết cũng không cẩn thận nha ha. Cô nhớ là hôm bữa trước cô nói con ghi cái này vào vở nè, mà giờ cũng không nhớ luôn, không nhớ gì luôn. Cái chữ will á, nó là viết tắt của nó, người ta sẽ viết bằng cái chữ, cái chữ này. Thì đó con xem thì bây giờ mình có câu 2 này, mình sẽ chọn cái câu trả lời nào đây. Câu 2 này là con
Google con chọn câu C là I went to a friend. Con chọn cái câu C hả? Con chắc chưa? Con biết cái từ when này nó nghĩa là gì không? Là đi con. Đi là ở cái thì nào? Đi là từ go chứ sao là từ when? Hả? Đi là từ nào? Đi là từ từ go go. Go mà sao ở đây con dùng là when? Đang học ở thì tương lai mà sao chuyển qua cái thì quá khứ làm chi vậy? Bạn ơi là bạn. Cái từ go, từ when này á, nó là go. Từ go thì mới chuyển qua là when. Còn bây giờ người ta hỏi con á là where will you go? Thì con sẽ trả lời là I'll see. Tôi sẽ đi gặp bạn. Đã nói cái chữ will á, nó đã bằng với cái chữ hai, một cái dấu phẩy với hai cái chữ L rồi. Con làm ơn con viết cái này vô vở giùm cô đi. Học gì mà kỳ cục vậy con? Nói không hiểu thì con phải nói lại. Con phải nói là cô ơi chỗ đó con chưa hiểu. Cứ giảng rồi xong để nó tuột đi tới hồi làm bài làm không được. Con thấy ai mà hỏi con á là ngày mai con đi đâu? Ngày ai hỏi con là ngày mai con đi đâu, con trả lời là hôm qua tôi đã đi với bạn hả? Hôm qua tôi đã đi gặp bạn hả? Có ai có khi nào con trả lời vậy chưa? Mà con tự tin con chọn I went to a friend vậy? Tiếng nào thì nó cũng như tiếng Việt mình thôi. Học nó nói mà cũng không có hiểu mình đang nói gì thì sao mà học được con? Con ghi vào vở đi nha. Con ghi xong hết bài hôm nay con chụp bài con gửi cho cô xem. Hết tiết, hết buổi học con chụp con gửi liền. Con chụp cho rõ ràng ngay ngắn ra. Cô đã nói con rồi, sau mỗi bài á, cái nào cô gửi cho con họ viết á, vô vở á, thì con chụp lại, con cho cô xem. Con cũng không làm. Làm sao vậy? Con xong chưa? Dạ rồi cô. Rồi bây giờ tới câu thứ ba con làm cái gì đây? Có từ dreadful là bị mệt mỏi đó. Đau nhức đó. Câu số 3 làm thế nào đây? Bạn ơi à. Trời nãy giờ cô nói gì con nghe không? Con nghe rồi. Dạ thưa cô, câu số 3 con chọn câu B là Will time. Will gì? Hả? Will be. Will be. Con đọc hết cả câu cho cô xem xem. I feel grateful. I feel grateful. I will be sick. Make the same
will make the questions in the future simple tense. Rồi bây giờ cái này á, người ta con đặt câu hỏi đi. Người ta cho mấy cái từ gợi ý rồi đó. Bây giờ làm ở thì tương lai xem. Con hỏi người ta làm sao? Rồi con viết câu hỏi vô trong ô chat đi. À còn câu bài con làm á. Câu số 1 làm sao nào Thái? Sao không thấy làm vậy? Câu số 1 đi con. Dạ dạ dạ. Câu số 1. Đây cô. Đây cô. Đây nè con, người ta cho con nè. You write me there. Bây đây là những cái từ gợi ý. Bây giờ mình sắp xếp nó thành câu hỏi. Còn cái show mà nó bắt đầu vào lúc 8 giờ là cái câu này người ta gợi ý cho mình thôi. Người ta dẫn dắt để đưa vô cái câu hỏi này thôi, chứ không phải làm như vậy. Làm cái thì gì kỳ vậy? Hả? Bạn bị sao vậy? Không hiểu nãy giờ đang học gì luôn hả? Từ đầu tiết tới giờ không hiểu gì luôn hả? Cái câu đó mà chuyển qua thì tương lai mà chuyển gì kỳ cục vậy? Bây giờ người ta cho con những cái từ này rồi, bây giờ con chuyển qua thì tương lai cho cô xem. You arrive me there. Làm thì gì mắc cười vậy? Chữ will rồi mà chữ start còn thêm s là sao mà con vẫn để vậy được hả? Thank you.
Bạn ơi, dạ sao con không làm? Con đang làm đây cô. Ủa sao mà chỉ có mấy từ thôi mà con làm gì lâu dữ vậy? Con mở cam lên đi. Sao không mở cam vậy? Rồi đâu bài của con đâu? Ủa, khi mà chuyển qua câu hỏi thì mình phải đặt cái từ nào lên trước? Khi mà đặt câu hỏi á thì phải là will you ride me there? Chữ will phải đầu tiên. Câu thứ hai nào? Bạn này nguyên cả ngày hôm nay học mà không hiểu bài luôn rồi. Câu thứ hai làm sao vậy? Người ta cho con chữ du, chữ diêu và chữ ít nè. Bây giờ mình làm thì tương lai mình sẽ làm sao? Câu hỏi làm thì sao mở cô, công thức ra? Thì đưa cô là will you đưa cô là will you u Will you use it? Là sử dụng nó, bạn sẽ dùng nó à. Câu số 3 xem. Cái câu số 3 là người ta đã cho ở câu câu khẳng định rồi, bây giờ mình chuyển qua câu phủ định thì mình làm sao? Câu là I will not arrive in a pattern as 1 o'clock. Cái gì con làm lại cho cô xem. Will gì? Will thì not I will not. Ủa, cái này là chuyển qua câu hỏi mà sao lại là I will not gì ở đây bạn? Rồi, bạn này bạn không. Cái câu này á, người ta trả lời á, we will arrive in Aberdeen at 1 o'clock, thì mới hỏi là when will you arrive, khi nào bạn đến. Bạn này không thuộc bài, không hiểu bài hôm nay rồi. Con học nguyên một buổi mà con không hiểu gì luôn hả? Rồi, cô sẽ gửi bài cho con. Con làm á và con chụp con gửi liền cho cô. Và đồng thời con chụp luôn cái bài hôm nay con làm á, con gửi cô nha. Cô đợi đó. Bây giờ con tắt máy, con chụp con gửi liền đi. Để cô xem coi thử con học nguyên một ngày con viết cái gì. Nghỉ ở đây nha.